NLG chống đồng lớp 3 chuyển hóa tất cả các biến thể Covid-19 cùng các bệnh trạng khác cho bản thân. Dành cho người trên 13 tuổi. Thời gian 3 phút 30 giây. Lưu ý, khi thực hiện công thức này thì không áp dụng công thức chữa lành bình thường. Bắt đầu đọc thầm. Hợp nhất energy chống đồng băng tần lớp 3 tạo siêu tế bào cùng với những trái tim energy thiện lành, chuyển hóa tất cả các biến thể COVID-19 cùng các bệnh trạng khác. Hợp nhất vào não bộ và cột sống 3 lần, đọc thầm. Hợp nhất lần 1. Hợp nhất lần 2. Hợp nhất lần 3. Tiếp tục. Hình dung hợp nhất hai lá phổi và toàn bộ lục phủ ngũ tạng 3 lần. Đọc thầm. Hợp nhất lần 1. Hợp nhất lần 2. Hợp nhất lần 3. Tiếp tục hình dung những trái tim energy thiện lành chuyển hóa tất cả các biến thể covid 19 cùng các bệnh trạng khác trở thành năng lượng tình yêu thương giúp cho bản thân có được sức khỏe, sự sống an lành, hạnh phúc, tạo thiên đàng hạ giới cho đến khi chuông báo hết giờ. Cầu nguyện cho tất cả các linh hồn nương theo energy chống đồng băng tầng lớp 3 trở về khối sáng.